Thượng tướng Trần Văn Năng sinh năm 1763, mất 1835, là một trong những vị tướng có đức có tài của nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam. Năm Đinh Dậu 1777, ông đầu quân chúa Nguyễn Phúc Ánh. Nhờ có sức mạnh và giỏi võ nghệ, ông được bổ làm đội trưởng, rồi thăng thuộc nội cai đội. Ông theo tả quân Lê Văn Duyệt, lập nhiều chiến công, được thăng vệ úy. Sau, ông theo tiền quân Nguyễn Văn Thành, đến khi đánh hạ được thành Bình Định, ông được thăng phó đô thống chế Hậu Doanh Thần Sách, rồi đô thống chế. Năm 1802, chúa Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi vua lấy hiệu là Gia Long, ông hộ giá nhà vua ra Thăng Long đánh đổ nhà Tây Sơn. Đến khi vua Cảnh Thịnh cùng đoàn tùy tùng bị bắt hết, ông mang chiến thuyền trở về kinh đô Huế. Năm 1808, ông quản lãnh thần sách Ngũ Dinh ở Gia Định, chưa được bao lâu lại được triệu về kinh, cử đi mộ lính năm 1810. Năm 1812, ông kiêm lãnh chấn vũ quân phó tướng, vừa gặp lúc quân Simla xâm lấn Chân Lạp, vua nước này là Nặc Chân chạy xuống Gia Định. Ông được lệnh mang quân đến Tân Châu, một huyện biên giới, nay thuộc tỉnh An Giang, phòng thủ. Năm 1813, Trần Văn Năng cùng tổng trấn Gia Định thành Lê Văn Duyệt đưa Nặc Chân về nước. Sau đó ông được triệu về kinh kiêm lý thần sách quân Ngũ Dinh. Năm 1818, ở Nghệ An có nhóm người nổi lên chống nhà Nguyễn, quan quân địa phương chế ngự không nổi, vua Gia Long phái Trần Văn Năng mang quân đi tiểu trừ. Năm Minh Mạng Nguyên Niên năm 1820, ông được thăng trưởng tiền quân ấn vụ kim phù liễn sứ kim thị vệ đại thần, phụ trách việc xây dựng Từ Thọ Cung. Năm 1821, nhà vua ngự giá ra Bắc để nhận vụ sắc phong của nhà Thanh, ông được sung chức tùy giá đại thần. Năm 1822, trời mưa to làm sập 2057 trượng, tức 8228 mét, tường thành của kinh thành Huế. Vua Minh Mạng giao cho ông và Nguyễn Văn Vân đốc thúc công việc tu sửa. Năm sau 1823, ông lại lãnh nhiệm vụ trùng tu nhà Thái Miếu, rồi sau nữa ông được sung tổng lý đại thần và được cử vào Gia Định làm phó tổng trấn. Trong thời gian ở Gia Định, ông đã hiệp cùng Nguyễn Văn Thoại, Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn Văn Tồn cùng lo việc mộ dân và đôn đốc việc đào kinh Vĩnh Tế tại vùng biên giới tỉnh An Giang. Năm 1824, ông lại được triệu về kinh đô Huế nhận chức tiền quân đô thống chế Quảng Thủ. Từ năm 1826 trở đi, ông lần lượt trải qua các chức chưởng dinh kim lãnh thương bạc và quản giáo dưỡng binh, quản đốc tàu chính quyển lãnh tướng quân thống chế Ấn Triện, tiền quân đô thống phủ trưởng phủ sự. Năm 1832, xét công trạng, nhà vua ban cho ông tước lương tài hầu. Năm 1833, Lê Văn Khôi khởi binh chiếm thành Gia Định, rồi cho người sang cầu cứu vua Simla. Vua nước này bèn cho nhiều đạo quân cùng tiến sang xâm lấn nước Việt. Để đối phó cánh quân Tây Nam của đối phương, vua Minh Mạng phong Trần Văn Năng làm Bình Khấu tướng quân để hiệp với các tướng là Trương Minh Giản, Nguyễn Xuân, Phạm Hữu Tâm, Tống Phước Lương, cùng thống lãnh quân đội chống ngăn. Sau nhiều trận giao tranh dữ dội, quan quân Việt thu phục được đồn Châu Đốc, thành Hà Tiên, rồi vượt sang biên giới đánh đuổi quân Simla ra khỏi thành Nam Vang, nay là kinh đô Vương quốc Campuchia. Phần vì tuổi già, phần vì chinh chiến gian khổ, Thượng tướng Trần Văn Năng lâm trọng bệnh phải giao binh quyền lại cho tướng Trương Minh Giản để về nước trị bệnh. Thuyền chở Trần Văn Năng đến Bến Siêu, thuộc Cù Lao Tây, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, thì ông qua đời năm 1835, thọ 72 tuổi. Nghe tin ông mất, vua Minh Mạng ra lệnh phải mang thi hài ông về kinh đô Huế an táng, cho truy tặng ông chức thái phó tước Tân Thành quận công, ban tên Thụy là Trung Dũng. Ngoài ra, nhà vua còn cho bãi triều 3 ngày và ban cho một bài thơ ngự chế. Năm 1858, vua Tự Đức cho thờ ông trong đền Hiền Lương. Mộ ông hiện còn ở miền núi Hoàng Long thuộc thành phố Huế. Đền thờ Thượng tướng Trần Văn Năng nay thuộc thị trấn Thanh Bình Đông Tháp. Ngày 19 tháng 1 năm 2004, đền thờ được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Đền thờ Thượng tướng Trần Văn Năng có diện tích gần 1.000 m², được chia làm hai khu vực, sân đền Hoa Viên và dinh thờ.
Công trình đền thờ được xây dựng công phu chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu sắc. Bức tượng thờ ngoài khuôn viên với hình ảnh vị tướng cầm gươm hướng thẳng về phía trước, thể hiện khí thế anh hùng. Trong dinh thờ còn có bức tượng của ông bằng đồng được thờ cúng trang nghiêm. Kiến trúc dinh thờ rất cổ kính, được trang trí nhiều hoa văn, phù điêu đẹp mắt. Đặc biệt là những câu đối được khắc trên các thân cột chính của đền mang khí thế hào hùng của dân tộc như Tử vì thần biểu tiết thiên niên, sinh vì tướng thao qua bá chiến, khí chất ngàn thu rỡ núi sông, tinh thần hai chữ châu sương tuyết. Lòng ngưỡng mộ tài đức và những linh ứng phù hộ dân làng nơi cũ mất khi xưa, dân làng và chính quyền địa phương đã tổ chức lễ giỗ cho ông vào ngày 14-16 tháng 2 âm lịch hàng năm. Nếu có dịp về miền Tây sông nước, hãy ghé thăm di tích đền thờ Thượng tướng Trần Văn Năng tại thị trấn Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Nguồn thông tin về Thượng tướng Trần Văn Năng được tham khảo từ Wikimedia và nguồn địa phương. Thông tin vẫn còn nhiều điều thiếu sót, hãy comment góp ý cho kênh Nơi Tôi Đến Channel hoàn thiện hơn. Đồng thời mong bà con cô bác và mọi người hãy like, đăng ký kênh. Nơi Tôi Đến xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại clip sau.